Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn sử dụng bộ kit test chuyển đổi dòng điện ha, là chuyển đổi dòng điện từ 220 đến 110 để cho các anh em driver sử dụng được các công tơ mà Mỹ 110 ha. Thì bộ kit test này bên mình đang bán và chính sách bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Và cái này lưu ý đặc biệt là chuyển đổi dòng điện này thì không sử dụng được cho máy sấy nè, máy uống nè, máy kẹp, máy duỗi nè ha, và đặc biệt là máy pha cà phê, tại vì cái công suất của nó không có đủ để hoạt động cái này. Có nhiều anh em mua về rồi hả, cắm vô cái máy sấy làm cho cái xèo cái rồi bắt bên mình thế chịu bảo hành, thì cái này là thực sự bên mình sẽ không bảo hành các lỗi này ha. Thì đây là một bộ kit test của Mỹ đó, hàng còn full luôn ha. Bộ này màu trắng nhỏ gọn nè, đó cho các em thấy ha. Rồi phía mặt sau cũng vậy nè, các thông số là có hết ha. Và cái bộ này thì nó thiết kế là ba chu điện ha, đầu ra là jack cắm ngang và có thêm là 4 cổng USB, 2 cổng 1A và 2 cổng 2A cho các anh em mà có thể tiện mà sạc điện thoại ha, hay sạc thiết bị mà điện tử. Rồi thì có tặng kèm với ba chấu chuyển đổi nè, ba bộ chuyển đổi ha, và dây nguồn cũng có sánh giấy chứng sử dụng nè. Đó, họ cũng báo là tuyệt đối là không được sử dụng các loại như là máy sấy, rồi máy uống, máy duỗi ha. Đơn giản là công suất của nó là vượt mức quy định. Và nếu mà các em sử dụng cái máy đó thì thông cảm là sử dụng qua cái dòng điện 220 ha, chứ đừng có mà cắm qua đây là trong cái xèo bắt đầu bắt mình có hành. Nhiều anh em cứ cắm vậy xong rồi nói là mới cắm công tơ vô nó bị cháy, nhưng mà thật sự là các em cắm nó như vậy á thì công suất nó không chịu đủ ha. Bây giờ mình sẽ câu thêm một ổ khác nè, và mình test trên hai con tâm 110, đó là tâm quang decelerator ha, sử dụng 110 volt và con lotter lát xích phiên bản đặc biệt ha, cờ Mỹ lắp dưới đây. Đây là hai con tâm chính hãng Mỹ ha, hàng sử dụng điện 110. Tại vì sao mà các em phải sử dụng 110 qua cái kit test này? Cái điểm lợi của nó đó là không còn bị tiếng ồn, nhưng mà mấy cái cục chuyển đổi mà hàng của Trung Quốc hay là hàng không có xuất xứ mà rõ ràng. Còn con kit test này rất là nhiều anh em biết tới rồi. Cái này nó hơi rít ha. À, hàng còn lại một chiếc. Rồi. Đây là con quang thì sao lớn. Hàng đúng một. Hàng đúng con quang ha. Đây. Mình sẽ cắm con này ở trên đây và mở tiếng động cơ anh em nghe. Rồi. Đó, như anh em nghe thấy ha. Êm mượt ha. Không có mà quá ồn ào. Tại vì cái cục này đơn giản là nó sử dụng đúng dòng điện 110 của bên thị trường Mỹ và tần số của nó là 60Hz. Không có gì Việt Nam mình sử dụng tần số là 50Hz ha. Rồi, thì mình sẽ câu tiếp qua một ổ cắm nữa và cắm thêm bên ngoài. Tại vì cái này thì sử dụng được 3 chấu thôi. Còn nhiều anh em mà trong tiệm mà muốn sử dụng được khoảng nhiều công tơ hơn á thì phải câu ra thêm một ổ nữa. Và mình lưu ý cho các em á là con kit test này chỉ chịu tải khoảng được 10 con công tơ ha. Cái này nào đừng nên cắm quá nhiều, tại vì khả năng chịu tải của nó cũng có giới hạn thôi, hàng Mỹ nhưng mà chất lượng thì cũng có hạn, chứ không phải cái này của quy hàng Mỹ là phải chất lượng là vượt trội hết tất cả mọi thứ, như vậy là không đúng ha. Đây mình sẽ cắm một cái vào ổ cắm nó là cứng ha.
Rồi. Ở đây là mở sẵn rồi nè. Và mình sẽ cho các em xem ha. Đó. Cả hai đều sử dụng là điện 110 và hoạt động rất là trơn tru. Động cơ thì hoạt động vừa phải công suất mạnh mẽ ha, không có quá ồn. Nhưng mà mấy cái cục chuyển đổi mà sử dụng sai thì số của nó là 50 nhé. Đó. Rồi. Thì các anh em mà mua hàng bên mình á thì có thể đến trực tiếp ba cửa hàng ha, tại thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng Tân Bình số 719 Lê Văn Quân, cửa hàng quận 3 số 62 Nguyễn Phúc Nguyên và cửa hàng Thủ Đức số 1028 Kha Bình Cân, phường Linh Chiểu ha. Rồi các em lưu ý nha, hàng Bistech này là hàng Mỹ chính hãng ha, và bên mình chính sách bảo hành cho các em là 6 tháng có trung tâm bảo hành lớn tại Hồ Chí Minh ha, nên các em yên tâm. Và đặc biệt lưu ý giúp mình tuyệt đối không sử dụng cùng với lại máy sấy nè, máy uống nè, máy vuốt tóc nè, và đặc biệt là máy pha cà phê nè, các dòng máy mà công suất quá quá lớn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em.